Xin kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh mang tới thời tiết đẹp cho miền Bắc, nhưng với miền Trung, không khí lạnh lại là một trong những hình thế gây mưa lớn điển hình. Nguyên nhân là do tương tác của không khí lạnh với sườn đón gió của dãy Trường Sơn. Ngày hôm nay, tương tác này đang xảy ra tại khu vực Trung Trung Bộ, thể hiện là một vùng mây đối lưu đậm đặc chạy men theo khu vực từ Quảng Trị xuống tới Quảng Ngãi. Đêm nay và ngày mai, vùng mây đối lưu do tương tác của không khí lạnh và dãy Trường Sơn sẽ mở rộng lên phía Bắc và sẽ xuống tới cả phía Nam, khiến cho cả một dọc từ Nghệ An trở vào xuống đến tận Bình Định, Phú Yên đều chuyển sang trạng thái mây nhiều, có mưa vừa. Vùng mưa lớn tập trung từ Nghệ An đến Đà Nẵng, người dân cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra. Do mưa và tác động của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ tại miền Trung tăng dần từ Bắc và Nam, phổ biến là dưới 34 độ. Không chịu tác động của không khí lạnh, ảnh hưởng của gió Tây Nam thì yếu. Vì thế mà ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều không có mưa nhiều. Chỉ riêng Kon Tum có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to vào chiều tối. Còn trưa chiều mai, trời sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên cơ bản vẫn thấp từ 28 cho tới 30 độ. Khu vực Nam Bộ là từ 32 cho đến 34 độ. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, do không khí lạnh tăng cường nên trời chuyển nhiều mây, có mưa lất phất về đêm và sáng, trời se lạnh lúc này. Đến trưa và chiều mai thì trời sẽ giảm mây, chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là dưới 31 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa còn 4 đến 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5 và riêng phía Bắc là cấp 6, giật cấp 8 biển động. Các khu vực khác gồm giữa và Nam của Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa phổ biến là có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km và giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Và đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 10 tháng 10 cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.